cái folic ha. Nó còn có thể có một cái chéo nữa, đó là axit e lactic mà không phải là folic, y chang như vậy hết trơn. Chỉ có khác ở chỗ đó là cái nối đôi ở vị trí này nó sẽ là cis nếu như nó là folic, nhưng nếu như nó là tăng thì nó lại trở thành là e lactic. Đây là cái tình khác. Acid thì đó là oli, còn trans thì nó là acid gelatin. Và nếu như mà nó chuyển thành dạng trans, tức là dạng chất béo không có lợi cho sức khỏe. E lai E L A I G I G tương tự như đây chúng ta sẽ có acid linoleic, thì các chị thấy hai nó đôi ở đây đều nằm ở cấu hình cis, nó cũng là nó đôi ở vị trí tương tự như vậy, nhưng mà một trong hai hoặc cả hai chuyển thành cấu hình trans thì nó sẽ là acid béo khác, nó sẽ là acid béo khác. Vậy thì các chị thấy nãy giờ acid béo no cái nó khỏe không, mà acid béo đói này mà hay đói là mệt. Thứ nhất là số nó đo, thứ hai là vị trí nó đo, và thứ ba là cấu hình nó đo. Chỉ cần nó khác một trong ba cái đó, tức là nó là acid béo khác, cho dù là nó cùng số carbon như nào. Vậy thì theo anh chị, cái số lượng acid béo mà tự nhiên có nhiều không ạ? Nhiều lắm, nhiều loại, mà nó lại còn tổ hợp với nhau vô cái cùng glycerol nữa. Vậy thì nó là cái số lượng loại este của chất béo là rất nhiều. Ví dụ đây là cấu trúc của một este, đây là cấu trúc của một triglycerid. Bây giờ chỉ đơn giản với cấu trúc này chúng ta gọi nó là chất ăn. Chúng ta chỉ cần đơn giản đổi vị trí của các acid béo này từ vị trí số 1 vào giữa vị trí số 2, đổi chỗ với cái anh này, đổi hai cái acid béo vị trí thôi, chúng ta đã có một cái triglycerid khác, chúng ta có thể gọi nó là triglycerid B chứ nó không phải là A nữa, đúng không? Ở đây là trường hợp là hai cái này giống nhau một cái khác thì mình đã có hai khả năng xảy ra, đúng không? Nếu như ba cái anh này khác nhau hết mình sẽ có mấy khả năng xảy ra các anh chị? 3 anh mà khác hết chúng ta sẽ có 6 sẽ có 6 khả năng xảy ra. Rồi mà đó là mới trên có một cụm là axit béo thôi, chúng ta còn nhiều loại axit béo lắm. Rồi đó là về axit béo chưa nào. Phần này ta nói hơi nhiều thì phần sau những cái liên quan đến omega 3 DHA rồi ta nói nhanh hơn. Acid béo có chứa những chất argon thì chúng ta có gặp một trường hợp đó là acid ricinoleic có trong dầu cầu dầu, có trong dầu cầu dầu. Thì acid béo này thực sự nó là acid oleic, thực sự nó là acid oleic, chỉ có điều nó có thêm một OH đó, có gì đi số mấy? Số 12 đúng rồi. Nó là acid oleic đó, chỉ có khác nó là thêm một hydroxy ở vị trí số 12. 12 hydroxy oleic này, acid đó là acid có tên là ricinoleic từ cái hậu dầu ricinus dominis. Rồi acid béo có vòng 5 cạnh, ví dụ như trong dầu đại phong tử thì cái cấu trúc vòng 5 cạnh nó sẽ là như thế này, nó có một COOH ở đầu, một cái dây hydrocarbon ở giữa với anh CH2 và một cái vòng 5 cạnh ở cuối. Thì cái dây hydrocarbon ở giữa này nó quyết định sự khác nhau của các loại axit béo. Với N bằng 10 thì ta sẽ có hydrocarbid, với N bằng 12 ta có tomarit, và N bằng 14 ta có amylid. Rồi đó là các cái loại axit béo.
giờ chúng ta xem một số cái cách gọi của các cái loại axit béo mà ta sẽ có thể gặp và chắc chắn ở đây chúng ta đã gặp. Các chị có từng nghe nói chữ DHA này chưa? Nghe nói các loại sữa mà có DHA giúp gì ạ? Phát triển trí não. Phải không ạ? Rồi, nó có tác dụng đâu các chị? Có không ạ? Có, nó có. Nhưng mà nó có thần thánh đến mức là ăn uống cái sữa này vô tức là sẽ thông minh không? Không. Nó có thể giúp mà quảng cáo khôn lắm, giúp tăng cường, giúp cải thiện. Vậy nếu như mà những đứa con mình ra mà nó không được thông minh cho lắm thì phải nói thầy giảng sữa họ sẽ nói là nhờ có tôi cho nên nó mới được như thế này, chứ nếu không nó còn bài hơn nữa. Chứ đâu đó là sẽ làm cho thông minh đâu, không ạ? Đâu đó là mình sẽ làm cho con mình thông minh đâu. Rồi sự thông minh hay không thì ngoài chế độ dinh dưỡng trong đó có sữa thì còn gì nữa ạ? Duy trì, còn tập luyện, không ạ? Còn giáo dục dạy dỗ, không thể nào chỉ vì sữa thôi. Tôi cho nó có sữa nó xong rồi thôi chạy nó tự động nó thông minh, nằm mơ đâu không có đâu nha. Nhưng mà nó thực sự nó sẽ có cái phần tác dụng ở trong đó. Nhưng mà theo mình thì chế độ dinh dưỡng nó vẫn còn quan trọng hơn là mình để bị lệ thuộc vào cái đối tượng nào đó, đặc biệt là các đối tượng này thường là đối tượng nước ngoài nhiều tiền. Ở đây chắc có một số người đồng giàu không sao. Thì các chị thấy DHA là từ viết tắt của chữ Docosa Hexaenoic Acid. Và cũng như các cái DHA khác, chúng ta có ALA hay là Alpha Linoleic Acid hay là EPA hay Eicosapentaenoic Acid hay là những acid béo thuộc nhóm Omega 3 có nhiều phải rồi. Arachidonic Acid nữa ha. Đây là những Omega 3 có nhiều nó đôi. Và như vậy thì nói về omega 3 có nhiều nó đôi thì người ta đã chứng minh được là có nhiều cái tác dụng tốt hữu ích cho người, không chỉ là trẻ nhỏ mà cho người lớn nữa, phòng ngừa được một số tình trạng ung thư cũng có. Nhưng mà nó sẽ mang tính chất là gì ạ? Phòng ngừa hỗ trợ chứ nó không trị được bệnh. Nếu mà bị cái bệnh đó rồi cứ bắt đầu uống cái này là không có ý nghĩa. Nhưng mà theo khảo sát ở cộng đồng thì những cái chế độ dinh dưỡng mà có nhiều cái này thì cái tỷ lệ mắc nó thấp hơn. Nó mang tính chất cộng đồng chứ không phải mang tính chất cụ thể cá biệt cho một cá nhân cụ thể. Không phải là mình dùng cái này rồi thì tôi đã miễn nhiễm với ung thư được kẹt. Có nghiên cứu đã chứng minh là các omega 3 tốt và giúp phòng ngừa được giảm cái nguy cơ mắc ung thư được kẹt tại được kẹt ở người lớn tuổi đó. Nhưng mà đó là cái giúp mình khuyến cáo là quá trình tư vấn dinh dưỡng cần thiết. Nhưng mà đừng có đẩy nó lên tới cái mức là dùng cái này đi để con bị ung thư là sao, đúng không ạ? Thì đây là những cái axit béo có nhiều nói rồi nè. Glucosa hexaenoic acid, glucosa pentaenoic acid, eicosa pentaenoic acid, acid arachidonic acid, alpha linoleic acid. Chúng ta cũng có thể gặp một số tên gọi khác, đó là OSFA. Các chị thấy chữ FA tức là fatty acid, và chúng ta nãy giờ nó gọi là acid béo, đúng không? Thì saturated là no hay là bão hòa, thì đây là cái chữ viết tắt của từ acid béo no, hay là acid béo bão hòa, hay là acid béo không có nó đâu, thì gì cái là cách nào được, có đúng không? Rồi mono unsaturated tức là acid béo có một vị trí bất bão hòa, hay nói cách khác là acid béo có một nó đâu, đúng không? Poly unsaturated là axit béo có nhiều vị trí bất bão hòa. Nói cách khác đó là axit béo có nhiều nó đôi. Đây là những từ ngữ thuật ngữ rất là thông dụng. Các anh chị cũng không khỏi tránh trường hợp đã nghe quảng cáo MUFA, MUFA. Nghe quen không? Mới thấy quảng cáo trong khoảng 6 tháng gần đây. MUFA, MUFA, không nhớ là sữa hay dầu ăn đâu. Hình như là dầu ăn thì phải. MUFA, MUFA. Thực ra MUFA, MUFA nó là gì? Nó là acid béo thôi. Như vậy thì cái quảng cáo đó có thể diễn dịch như thế này. Giống như hồi nãy, cái dầu ăn có MUFA, MUFA tức là dầu ăn có dầu ăn. Nó là dầu ăn,
vậy thôi. Áo mà chứ nó cũng không ai có gì ghê gớm lắm, nhưng mà người quảng cáo người ta rất là khéo. Cái mà khéo ở chỗ là người ta dùng một số cái thuật ngữ nó đúng chính xác nha, đúng chính xác, nhưng mà gợi cho mình cái sự là à có vẻ cao siêu quá. Bung ta bung ta, nếu mà không xem kỹ thì thực sự cảm giác nó là cái gì là cao siêu, thực sự nó không cao siêu. Giống như quảng cáo kem đánh răng, quảng cáo kem đánh răng này có thành phần có tác dụng rất tốt làm sạch răng với sodium chloride. Sodium lauric acid. Đó là gì? Đó là natri lauric. Đó là natri lauric, lauric, acid lauric hồi nãy đó. Thì nó chẳng qua nó là chất điện hòa giúp cho vệ sinh răng. Hay là nói cách khác là trong kem đánh răng này có chất tẩy rửa. Nhưng mà mình nghe cái chữ đó, mình nghe nó ghê gớm. Ghê gớm vậy. Khéo là chỗ đó mình biết nó thì mình nghe nó, mình nghe mắc cười. Nhưng mà thực sự một số người biết thì nghe mắc cười đâu, còn không biết nghe thì nghiêng gớm. Bởi vì mỗi lần nghe quảng cáo nhiều khi cũng nhọt chứ lắm. Bây giờ mình thấy vậy, cái ở nhà mình thì mình nói ba vậy là dầu ăn này có dầu ăn, nó là sao, tại sao bây giờ đây để thích trẻ con thức có học ra được mô tả rồi nói về tính chất, nói về phân loại, rồi nói sao vậy? Dầu ăn này có dầu ăn rồi đánh vô tâm lý cộng đồng mà. Ví dụ á, đây là các bạn chụp bản rồi omega 3 chúng ta có DHA rồi, chúng ta có OVA, chúng ta có ANA. Đây là omega 3 thần thánh mà các anh chị vẫn thường hay đang nói này. Đúng rồi, vậy không hợp. À, đây là các omega 6. Acid folic là được nhớ omega 9. Thường thường mà đã là omega 9 rồi, ít ai quan tâm đến nó mà nó là omega nữa lắm. Để đơn giản đó là acid béo của nó thôi. Vậy thôi. Cái mà quan trọng là omega 3. Và đầu tiên người ta nói đến là cân bằng giữa omega 3 và omega 6. Đó là cân bằng về tỷ lệ trong dinh dưỡng. Thì cái đó có. Còn omega 9 thì nó coi như là dầu béo bình thường. Nên thì cũng bình thường thôi. À, về tính chất của các loại chất béo. Ở đây thì chúng đang nói là triglyceride thôi em các chị. Lý tính. Về nhiệt độ nóng chảy thì các triglyceride có nhiệt độ nóng chảy thấp. Nhiệt độ nóng chảy phụ thuộc nhiều vào acid béo có tạo nên nó. Chất béo cấu tạo acid béo có nhiệt độ nóng chảy có ít nó đòi nữa ha, hoặc là no thì có nhiệt độ nóng chảy lớn hơn acid béo có nó đòi hoặc là nhiều nó đòi. Hay nói cách khác là gì, số nó đòi càng nhiều thì nhiệt độ nóng chảy càng một là cao, hai là thấp, ba là không thay đổi. Chị chọn cái này càng thấp ha. Số nó đôi càng nhiều thì nhiệt độ nóng chảy qua sức béo tương ứng nó sẽ càng thấp, hay là càng dễ bị nóng chảy, hay là càng dễ tồn tại ở dạng lỏng trong điều kiện nhiệt độ bình thường. Nhiều khi tôi diễn giải nhiều quá, diễn giải cho dễ hiểu, phải giải nhiều quá ngồi đang nghe rối luôn. Chắc thích diễn giải lại chút. Rồi, acid béo không no, càng có nhiều nó đôi thì nhiệt độ nóng chảy sẽ càng thấp. Trong phân cis thì có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn đồng phân tăng tương ứng. Ví dụ oleic và elagic thì nhiệt độ nóng chảy của nó lệch nhau gần 40 độ C, 30 độ C. Như vậy thì nếu như vào cơ thể chúng ta, giả dụ như vào được cơ thể chúng ta thì hai cái này tồn tại dạng gì trong cơ thể chúng ta? Nếu chỉ có mình nên nó thôi, nó sẽ tồn tại ở dạng nhàn lọc. Nó mà con anh này nó tồn tại dạng gì đây? Gì vậy? Dạng răng. Đó, nhiệt độ nóng chảy cao hơn. Nhiệt độ mình cơ thể mình chưa tới nhiệt độ nóng chảy thì đương nhiên nó tồn tại dạng răng. Và dạng răng như vậy nó có thể dẫn đến nguy cơ là gì? Nằm lại ở đâu đó. Không, tại vì dạng răng nó khó luân chuyển, còn dạng lỏng nó dễ luân chuyển. Đó, nó dễ bị nằm lại đâu đó. Do vậy nó có mối liên quan với các cái chứng về mặt tim, ví dụ sơ vữa, các răng phát,